Thế Hùng và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Bản tin kinh doanh bất động sản. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin thời sự do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Mục tiêu đề ra là phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao 4.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh và các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong công tác thu ngân sách và quản lý thu thuế phí và thu khác ngân sách trên địa bàn theo quy định pháp luật. Trong đó, Cục Thuế tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để đẩy nhanh việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu trong quản lý thuế. Tập trung rà soát đôn đốc việc kê khai nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, triển khai ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương trong việc thu tiền sử dụng đất năm 2024. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa những ngày đầu năm 2024 ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tạo những điều kiện để thông quan hàng hóa thuận lợi, phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 365 tỷ đồng trong năm nay. Từ đầu năm 2024 đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trung bình mỗi ngày có khoảng 600 lượt phương tiện làm thủ tục thông quan hàng hóa qua lại cửa khẩu. Hai tháng đầu năm, có hơn 416.000 tấn hàng hóa được thông quan, tổng giá trị hàng hóa quá cảnh đạt 934 triệu USD. Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt trên 62 tỷ đồng, tăng hơn 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng, kịp thời, Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã bố trí lực lượng phân luồng cho các phương tiện một cách hợp lý, giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng, tránh ùn tắc tại khu vực cửa khẩu. Với những tín hiệu vui từ đầu năm, dự báo thời gian tới, lượng phương tiện hàng hóa thông quan qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục tăng mạnh. Hải quan cửa khẩu Lao Bảo sẽ tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa để góp phần đạt chỉ tiêu nguồn thu ngân sách đã đề ra. Chuyển sang những tin tức về lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục. Năm 2024, Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị ngành nông nghiệp đạt 4-5%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 148 triệu đồng mỗi hecta một năm, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 700 triệu đồng mỗi hecta một năm. Phấn đấu đến cuối năm 2024, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh tăng thêm 200 đến 220 hecta. Giải pháp được tỉnh Ninh Thuận tập trung thực hiện là xây dựng, hoàn thiện và quản lý triển khai có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách và thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ chế, chính sách, thủ tục, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu, lựa chọn các quy trình, công nghệ sản xuất, các loại giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển chế biến, liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, liên kết là chìa khóa để xây dựng phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp. Chỉ ra đúng điểm nghẽn, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã kêu gọi doanh nghiệp liên kết với nông dân, hình thành các chuỗi liên kết từ canh tác đến tiêu thụ sản phẩm nông sản. Cách làm này đã giúp địa phương hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất chặt chẽ theo nhu cầu thị trường, thúc đẩy việc chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân và chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thấy trồng mía cho thu nhập cao hơn, niên vụ mía năm 2023, bà Cao Thị Vít ở thôn Nha Húy, xã Mỹ Sơn quyết định chuyển sang trồng mía. Chỉ với 8 sào mía, trong niên vụ đầu, bà Vít đã có lợi nhuận 23 triệu đồng. Đây là mức thu nhập tương đối cao vì mọi chi phí đầu tư đã có doanh nghiệp ứng trước và từ vụ mía thứ hai chi phí đầu tư giảm 40%, đồng nghĩa với lợi nhuận sẽ tăng lên. Lượng đầu mình chặt á,
là có thu được 1.300, là đi xuống nhà máy là được 17.700.000, là thấy mừng, là làm bắp một mùa không giặt bao nhiêu, thu được ví dụ 6-7 triệu là tiền con, là tiền ăn, sắp đây là có được 6 triệu nữa. Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có hơn 6.800 hectare đất sản xuất, trong đó khoảng 1.000 hectare chủ động nước tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất được đầu tư hoàn thiện, giúp nông dân thay đổi tư duy, chủ động liên kết sản xuất. Đến nay, xã Mỹ Sơn đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất bắp nhân giống, bắp sinh khối, thuốc lá, lúa và cây mía với diện tích hơn 800 hectare. Đặc biệt, các chuỗi liên kết này đang phát triển mạnh mẽ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với hai vùng đặc biệt khó khăn đó là vùng Mỹ Hiệp với Nha Húi, sau khi mà có cái hệ thống kênh tưới TM trên Tân Mỹ về đó, thì bà con rất là mạnh dạn đầu tư, đặc biệt là người dân tộc Rắc Lây ở cái vùng Mỹ Hiệp. Thì họ cũng đã tổ chức liên kết với các cái nhà máy đường rồi sản xuất, đặc biệt là trong đó là mía đường thì nó hơi nhiều. Còn liên kết sản xuất với thuốc lá, bắp nhân giống. Và hiện nay kể cả về vấn đề liên kết với cái chuỗi lúa, thì người dân ở Mỹ Hiệp, người đồng bào Rắc Lây đó, họ cũng mạnh dạn đầu tư và họ tổ chức liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cũng đã nâng tầm được cái đời sống người dân. Với diện tích gần 800 hectare, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Sơn ước đạt 56 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,98%, tương ứng với 165 hộ. Kết quả từ xây dựng mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững không còn là câu khẩu hiệu mà đã được thể hiện rõ qua thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo của xã Mỹ Sơn giảm nhanh theo từng năm. Đẩy mạnh triển khai đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể, đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú, ngành ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng kinh phí trên 380 tỷ đồng. Hiện nay, các trường này tiếp tục nhận được đầu tư từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, trong thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, các địa phương chủ động bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và sửa chữa các hạng mục phục vụ công tác dạy học nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ vùng dân tộc thiểu số. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ áo dài là hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng từ năm 2019 nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống. Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm nay, phụ nữ Ninh Thuận đã có nhiều hoạt động ý nghĩa sáng tạo nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và lan tỏa nét đẹp phụ nữ Việt Nam. Lần đầu tiên tại Ninh Thuận, trình diễn áo dài quy mô lớn được tổ chức tại khu vực quảng trường 16 tháng 4. Trong tà áo dài thước tha đủ sắc màu, gần 800 hội viên phụ nữ, nữ đoàn viên công đoàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tham gia xếp chữ, xếp hình bản đồ Việt Nam. Tự hào và hạnh phúc là cảm xúc của tất cả chị em khi được góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội. Thông qua cái buổi ngày hôm nay thì Hạnh mong muốn lan tỏa được cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong cái tà áo dài. Đây là một cái tà áo gắn với lại truyền thống văn hóa và lịch sử rất là lâu đời của người Việt Nam. Thì mỗi người phụ nữ chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ cái nét văn hóa rất là đẹp này. Những người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường Đại Sơn những ngày đầu tháng 3 đều có ấn tượng đẹp về hình ảnh nữ cán bộ công chức phường duyên dáng thanh lịch trong tà áo dài truyền thống. Cùng với các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, hình ảnh duyên dáng của các nữ công chức đã tạo sự gần gũi thân thiện cho công dân khi đến làm việc. Để tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt, các thành viên câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh Ninh Thuận đã mở gian hàng áo dài không đồng để dành tặng các chị em chưa có điều kiện may áo dài. Đây là món quà ý nghĩa mang đến niềm vui cho chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Gian hàng áo dài không đồng là do câu lạc bộ của nữ doanh nhân ở Ninh Thuận mình là tổ chức, với mong muốn là để dành tặng cho những bộ áo dài thật là đẹp đến với các cô chị em phụ nữ
có những sở thích về áo dài truyền thống Việt Nam mình. Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, hội viên phụ nữ trong tỉnh mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp. Hình ảnh phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống vừa mềm mại, duyên dáng và nữ tính xuất hiện ở nhiều cơ quan, công sở và những nơi công cộng, thêm tô điểm cho vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Thuận, hiện tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu và đăng ký tuyển dụng trên 4.000 lao động, tập trung chủ yếu ở các nhóm lĩnh vực về sản xuất thủy hải sản, hàng may mặc và công nghệ điện tử. Để kết nối người lao động với thị trường việc làm đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Thuận thực hiện tốt công tác nắm nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhu cầu làm việc của lao động để kết nối việc làm. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định vào ngày 20 hàng tháng và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương để các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tìm nguồn nhân lực, giúp người lao động chưa có việc làm sớm trở lại thị trường lao động. Thời gian gần đây, tỉnh Lào Cai đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường sống, sức khỏe cho người dân. 12 đơn vị doanh nghiệp hoạt động có nguồn xả thải lớn tập trung chủ yếu tại khu công nghiệp Tàng Lỏng đã lắp đầy hệ thống quan trắc khí thải tự động theo quy định. Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường của cơ quan chuyên ngành, chất lượng không khí trên địa bàn cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai một số giải pháp, bổ sung điểm tần suất quan trắc môi trường không khí tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo xử lý, tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm vi phạm. Mục tiêu là phòng ngừa, xử lý kịp thời các điểm nóng về ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. Cà phê là cây trồng có nhu cầu nước rất lớn vào mùa khô. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, ngoài việc cung cấp đủ nước thì việc phát triển xanh cho các vùng nguyên liệu cà phê là giải pháp hàng đầu hiện nay ở tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk hiện có trên 200.000 hecta cà phê, trong đó diện tích tưới từ công trình thủy lợi là 58.806 hecta, diện tích còn lại được tưới từ các sông suối, ao, hồ, giếng. Để bảo đảm nguồn nước tưới cũng như việc phát triển bền vững cho cây cà phê trong mùa khô, ngoài đầu tư xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi, thì việc phát triển sản xuất xanh được nhiều hộ nông dân chú trọng ứng dụng. Các hộ dân liên kết sản xuất với doanh nghiệp được hướng dẫn các phương pháp canh tác bền vững bằng cách trồng cây che bóng, trồng xen canh các loại cây, trồng thảm cỏ, phủ dưới đất nhằm xây dựng đa tầng tán trên vườn cà phê. Nhờ đó, khi vào mùa khô, vườn cây vẫn tươi tốt, lượng nước phân bón, thuốc bảo vệ cũng được giảm sử dụng. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh bất động sản. Mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Thái Hùng. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Tỉnh Ninh Thuận làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc về đất đai trên địa bàn tỉnh. Phỏng vấn ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về luật đất đai năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua. Theo đó, điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đề xuất trong dự thảo nghị định đó là thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu đồng trên một tháng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan đơn vị nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước liên kề năm được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội. Hiện nay đối tượng được mua nhà ở xã hội về thu nhập phải là cá nhân, không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên hoặc thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Vừa qua tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xem xét, hướng dẫn cách xác định các khoản chi phí trong tổng chi phí phát triển của phương pháp thặng dư, trường hợp giao đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ghi nhận những vướng mắc của tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng nhiều nội dung còn vướng do pháp luật đất đai hiện hành và sẽ được tháo gỡ trong luật đất đai năm 2024, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tăng cường phối hợp tháo gỡ các vướng mắc của tỉnh Ninh Thuận để địa phương kịp thời phát huy nguồn lực về đất đai. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất là những vấn đề luôn được người dân quan tâm. So với luật đất đai năm 2013, thì luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, công khai, minh bạch hơn, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của người dân trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, đồng thời còn bổ sung quy định về kinh phí cho hoạt động quy hoạch. Xoay quanh nội dung này, biên tập viên Bản tin Kinh doanh và Bất động sản có cuộc phỏng vấn ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Và trước hết cảm ơn Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Và thưa ông, luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đây là nền tảng của công tác quản lý nhà nước về đất đai. Điểm mới này có ý nghĩa như thế nào cho người dân ạ? Trong luật 2024 và hiệu lực ngày 1/1/2025 này đưa nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào trở thành một nội dung. Và toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất đã được đặt ra trong luật đất đai từ điều 60 cho điều 77 là suốt cả một cái quy định về lập quy hoạch sử dụng đất trong quá trình mà chúng ta tổ chức thực hiện. Vậy thì cái điểm mới mà nó có ý nghĩa trong cái nội dung của luật quy hoạch trong kỳ này còn thể lý, nó có ba cái nội dung mà đã đặt ra trong luật đất đai. Đó là nó giúp cho cơ quan quản lý nhà nước khai thác một cách hiệu quả triệt để trong một đơn vị diện tích trong quá trình tổ chức thực hiện để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai đó là khi thực hiện quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất của huyện đã đảm bảo sự thống nhất và nó tạo ra sự năng động và tính chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện. Cái thứ ba đó là tạo ra một cái cơ sở pháp lý và một cái công cụ để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đất đai một cách tốt nhất. Nói đúng hơn là hướng tới sự thống nhất, sự hiệu quả và công cụ pháp lý để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước để phát triển kinh tế xã hội một cách tốt nhất. Và thưa ông, theo quy định của luật đất đai sửa đổi thì quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Vậy thì điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như thế nào, đặc biệt là đối với những người dân nằm trong vùng quy hoạch và có đất bị thu hồi ạ? Mặc dù quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt rồi nhưng kế hoạch sử dụng đất chưa phê duyệt thì toàn bộ cái quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất vẫn bình thường, vẫn tổ chức thực hiện hoàn toàn không giới hạn về quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là liên quan tới 32 cái nội dung mà danh mục nhà nước phải thu đất để thì giải đầu tư. Nói tóm lại là người sử dụng đất vẫn đảm bảo tất cả các quyền của mình, ví dụ như là chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, cho thuê lại. Một lần nữa cảm ơn ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Vừa rồi là bản tin Kinh doanh và Bất động sản. Sau đây biên tập viên Thế Hùng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục Điểm báo sáng nay. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn anh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục. Đây là thông tin bài viết được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân sẽ mở đầu chuyên mục Điểm báo sáng nay. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 438.000 tấn cà phê, thu về 1,38 tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 80% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua mốc 1 tỷ USD chỉ sau 2 tháng. Phía sau, kim ngạch đạt kỷ lục trong thời gian ngắn. Đáng chú ý là giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh. Trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân là 3.276 USD một tấn, tăng 7,4% so với tháng trước đó và tăng mạnh 50,6% so với tháng 2 năm 2023. Cà phê đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và thủy sản. Song, giá trị kim ngạch xuất khẩu của cà phê chỉ thấp hơn mặt hàng thủy sản 22 triệu USD. Với tình hình này,
chuyên gia dự báo xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD trong năm 2024. Đây sẽ là năm đạt kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Tờ VN Express đăng tải thông tin xây dựng thêm 113 điểm quan trắc chất lượng không khí. Theo bài báo, từ nay đến năm 2030, các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục sẽ được phủ ở 63 tỉnh thành phố, có 6 trạm nền đại diện cho 6 vùng kinh tế. Theo quy hoạch quan trắc môi trường quốc gia vừa được chính phủ ban hành, từ nay đến năm 2030, cả nước sẽ xây thêm 98 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục, sau năm 2030 sẽ xây thêm 15 trạm. Như vậy, cùng với 106 trạm đang hoạt động, cả nước sẽ có 216 trạm. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, giám sát được các khu vực trọng yếu, có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, tăng cường tính liên kết với hệ thống quan trắc môi trường cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu về công khai thông tin dữ liệu quan trắc môi trường và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo. Phần cuối chuyên mục điểm báo sáng nay là thông tin đăng tải trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể thu hồi giấy phép cây xăng chưa xuất hóa đơn điện tử. Bài báo cho hay 8.800 là con số cho thấy đến nay vẫn còn hơn một nửa trong tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán, dù quy định này đã có hiệu lực từ cách đây gần 2 năm. Do đó tới đây, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm các cây xăng chưa thực hiện quy định này. Cả nước hiện mới có gần 8.800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, bằng khoảng 55% tổng số cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, tại 23 địa phương, có 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử. Tại 31 địa phương, tỷ lệ này là dưới 55%. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc phải ấn định thời hạn cuối cùng cho việc áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu, với những chế tài đủ sức răn đe. Việc khất lần thời hạn thực hiện không chỉ tạo cơ hội cho nạn kinh doanh trái phép xăng dầu và trốn thuế hoành hành mà còn khiến thị trường xăng dầu kém minh bạch, đe dọa đến an ninh năng lượng của đất nước. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp theo chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Thế Hùng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham quan công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khánh Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Nếu quý vị và các bạn đang muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, hóng mát, thư giãn mà lại có thể ngắm biển dưới lòng thành phố thì hãy theo chân Khánh Hằng nhé. Công viên biển Bình Sơn chính là điểm đến mà Khánh Hằng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Công viên biển Bình Sơn có diện tích 19,6 ha, hướng thẳng ra biển, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 6 km, nằm ở ngã tư giao lộ đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh. Và như Khánh Hằng quan sát thì hiện tại ở công viên biển Bình Sơn có rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng Khánh Hằng làm quen với một gia đình nhỏ. Anh cho biết anh tên gì và anh đến từ đâu ạ? Mình là Nguyễn Đức Thuận, mình đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Anh chị cho biết là đây là lần thứ mấy anh chị đến với Ninh Thuận và đến công viên biển Bình Sơn rồi? Đây là lần thứ ba. Mình đến với Ninh Thuận. Sau khi mình đến công viên biển Bình Sơn này thì thấy nơi đây có sự thay đổi đẹp hơn ngày trước. Công viên thì mình thoáng đãng, lại ở đây thì đa phần là phù hợp cho các gia đình, có thể là họ đến nghỉ ngơi giải trí. Nếu có dịp thì anh chị có quay trở lại công viên biển Bình Sơn hay không? Và anh chị sẽ giới thiệu như thế nào đến với bạn bè, người thân của mình về công viên biển Bình Sơn? Tất nhiên rồi, thì khi mà đến với Ninh Thuận thì ở nơi đây là một trong những nơi mà có thể là chúng ta check in hoặc là chúng ta có thể là cùng với gia đình đi giải trí, đi tham quan. Chúng tôi có điểm thay đổi. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị.
bạn biết không, có một điểm đặc biệt khi đến với công viên biển Bình Sơn, đó chính là hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử phát triển của Đảng bộ Ninh Thuận vừa được hoàn thành để phục vụ người dân và du khách vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023. Đây không chỉ là không gian công cộng mà còn là điểm nhấn thu hút du khách của thành phố Phan Rang Tháp Chàm nói riêng và của tỉnh Ninh Thuận nói chung mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm quen với hai bạn trẻ để xem cảm nhận của các bạn ấy khi đến với công viên biển Bình Sơn như thế nào nhé. À, chào em giới thiệu tên của mình và em đến từ đâu? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thi Kiều, em đến từ Ninh Hải, Ninh Thuận. Còn đây là chị của em, Nguyễn Thị Thu Trinh. Em cho biết là mình có hay đến công viên biển Bình Sơn hay không? Dạ em có hay đến biển công viên Bình Sơn, nhưng mà thời gian qua em học tập tại Sài Gòn, bây giờ em về đây em thấy rất là ngạc nhiên bởi cái sự thay đổi của biển Bình Sơn. Là có nhiều cây xanh nè, nhiều đèn, đặc biệt là hồ chứa nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử của Đảng bộ Ninh Thuận. Qua cái việc tham quan ở hồ nước tiểu cảnh thì em biết hơn về lịch sử của Đảng bộ Ninh Thuận. Kể từ đó em cố gắng học tập để góp phần một chút ít của mình vào công cuộc xây dựng Ninh Thuận ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các em. Toàn bộ lối đi dạo trong hồ nước tiểu cảnh ở công viên được lát đá, đặc biệt là về đêm, đài phun nước trong hồ tiểu cảnh sẽ phun nước xen lẫn với chùm ánh sáng nhiều màu sắc, vô cùng thú vị, bắt mắt. Không dừng lại ở đó, phải nói là một cảm giác rất tuyệt vời và vô cùng mát mẻ sẽ giúp chúng ta như trở về tuổi thơ nếu như quý vị và các bạn cùng tham gia trải nghiệm đạp xe xích lô, xe máy điện, ô tô điện được cho thuê trong khuôn viên. Quý vị và các bạn biết không, bên cạnh những hoạt động mà Khánh Hằng đã giới thiệu thì nơi đây còn có rất nhiều những hoạt động thú vị hấp dẫn khác để được quý vị và các bạn cùng người thân của mình đến khám phá trải nghiệm. Còn đến đây Khánh Hằng phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày kỳ sau nhé. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Ánh Xuân và Thái Hùng chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.